Sau khi khu vực thủ đô Washington nới lỏng lệnh giãn cách xã hội vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, nhiều hoạt động của cộng đồng người Việt ở đây đã bắt đầu quay trở lại sau thời gian đình trệ để ngăn chặn dịch Covid lây lan. Hôm 19 tháng 6, một buổi lễ vinh danh Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Eden của người Việt, với sự tham gia của đông đảo bà con sinh sống trong vùng. Đây là một tín hiệu vui cho thấy sự hồi phục của những hoạt động thường niên trong cộng đồng gốc Việt vào thời điểm này. Tôi thấy là có cái sự cố gắng vượt bậc. Thì cái về vật chất thì khó nói, nhưng mà cái tinh thần, các anh em đã cố gắng và đồng bào đã cố gắng để trở lại nó bình thường. Hàng năm thì Liên hội chúng tôi có tổ chức đúng ngày này, sẽ gồm 2 ngày. Ngày hôm trước là ngày truy điệu các chiến sĩ, và ngày hôm sau là lễ thượng kỳ, cũng như ngày hôm nay, và có cái phần văn nghệ. Nhưng vì tình trạng như quý anh đã biết, chúng tôi không có thể tổ chức như vậy được. Chúng tôi sẽ rút ngắn chỉ có ngày hôm nay mà thôi, vì lý do tình hình và luật của tiểu bang, nên chúng tôi chỉ có tổ chức được một lễ chào cờ như quý anh quý chị đã thấy. Thực tế, ngay trong tuần đầu tiên khu vực thủ đô Washington mở cửa trở lại, các cơ sở tôn giáo của người gốc Việt, đặc biệt là các ngôi chùa, đã đón bà con Phật tử đến thực hành các hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng. Dù vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của các cơ quan y tế địa phương về việc hạn chế số người có mặt cùng một lúc tại một địa điểm, đặc biệt là những hoạt động trong những không gian kín, nhưng việc các sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng có thể tái tục đã giúp ích rất nhiều trong việc giải tỏa những căng thẳng tù túng trong thời gian giãn cách xã hội, đặc biệt là đối với người cao niên. Trong thời gian mà không có thể tụ tập đó, cộng đồng cũng đã giúp đỡ những cái thương mại ở đây để lo cho mấy cái loan, cũng đã phát mấy cái face shield cho nhà thương, cho nhiều chỗ khác, cũng đem cho đồ ăn cho nhiều người lớn tuổi. Thì vẫn vào hoạt động, nhưng mà chỉ có cái là không có tụ tập thôi. Nhưng mà hôm nay quan trọng nhất là cũng đầu tiên từ hồi bữa tháng 3 tới giờ có một số đông như vậy có thể tụ tập để tới làm một cái lễ nhỏ cho cái ngày quân lực. Trong suốt hơn 2 tháng giãn cách, mặc dù các hoạt động thường niên của cộng đồng gốc Việt khu vực thủ đô Washington đã phải tạm hoãn, nhưng cùng với sự nhiệt tình và nhạy bén của các thế hệ trẻ, các tổ chức trong cộng đồng đã có rất nhiều hoạt động khác nhau để thay thế. Ví dụ như các hoạt động thiện nguyện, cung cấp khẩu trang hay suất ăn miễn phí cho các nhân viên y tế và người cao niên có hoàn cảnh khó khăn, không thể ra ngoài trong điều kiện dịch bệnh. Hiện tại, các hoạt động thường niên của cộng đồng gốc Việt đang dần phục hồi, dù còn ở mức hạn chế, và chờ đợi những hướng dẫn thêm từ các cơ quan y tế địa phương.